Và có một cái nguyên tắc đó là chúng ta hãy sống thật. Chỉ đơn giản là chúng ta có sao chúng ta show như vậy rồi. Chúng ta không cần phải cố gắng để trở thành người khác, nhưng mà phải cố gắng để trở thành người tốt hơn con người của mình, giữa con người của mình, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Và có một cái nguyên tắc đó là chúng ta hãy sống thật. Chỉ đơn giản là chúng ta có sao chúng ta show như vậy rồi. Chúng ta không cần phải cố gắng để trở thành người khác, nhưng mà phải cố gắng để trở thành người tốt hơn con người của mình, giữa con người của mình, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Những điều gì mình mong muốn. À, rất hay. Xin cảm ơn bạn Ngọc Huyền. Hạnh phúc là trọn vẹn niềm vui, đúng không ạ? À, hay quá. Cảm ơn bạn bạn Diễng, không biết là họ tên là gì. À, hạnh phúc là đạt được những điều mình mong muốn. À, hay quá. Hạnh phúc là khi mình đạt được điều mình mong muốn. Đúng rồi. Hạnh phúc là những gì bản thân mình mong muốn. Hạnh phúc là chấp nhận những gì mình đang có. Hạnh phúc đơn giản xung quanh chúng ta. Hay quá. Cảm ơn bạn Ngô Phong. Hạnh phúc trước tiên là giá trị sức khỏe. À, đấy, anh chị em thấy không ạ? À, cũng có nhiều cái quan điểm, nhiều cái chia sẻ rất là khác nhau, đúng không ạ? À, hạnh phúc là cảm xúc thỏa mãn những điều mình mong muốn. À, đúng rồi. Hạnh phúc là được con cái giúp đỡ, quan tâm, yêu thương. À, chàng Nguyễn à. À, đây là chắc là cũng là lớn lớn tuổi à. Cô chàng Nguyễn này chắc lớn tuổi à, ví dụ như là chú Nguyễn Thiềm thì quan tâm đến sức khỏe. Nói chung là hạnh phúc là được bình an, đúng không ạ? Ok. Như vậy anh chị em chúng ta, cô bác chúng ta thấy rằng là gì ạ? Là mỗi người sẽ có một cái quan điểm về hạnh phúc khác nhau. Và chúng ta tôn trọng tất cả những cái ý kiến cá nhân, đúng không ạ? À, tôi nghe người nào đó nói, mình bây giờ mình nghe xong rồi mình nhớ thì tức là nó là của mình rồi nhé. Bây giờ mình không cần phải chia sẻ lại, nghe ai đó nói nữa. Khi mình chia sẻ thì nó là gì ạ? Nó là cái ý kiến của mình. À, và mình chịu trách nhiệm với cái ý kiến đấy, đúng không ạ? Tức là mình nghe mà mình nhớ tức là gì ạ? Nó là của mình, bởi vì nó giống với cái ở bên trong của mình, cho nên là mình nhớ. Ok không ạ? Rồi. Thế thì đầu tiên chúng ta thấy rằng là gì ạ? Là khi mà chúng ta chưa có cái gì ạ, mà chúng ta có cái đó thì đấy là hạnh phúc. Hoặc là chúng ta đang thiếu cái gì ạ, mà bây giờ chúng ta có được cái đó thì chúng ta cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà những cái người lớn tuổi rồi, họ đang thiếu sức khỏe, họ đang cảm thấy sức khỏe đang dần mất đi, nên họ nói rằng là gì ạ? Là có sức khỏe là hạnh phúc. Có những người là ở bên trong tâm của họ không bình an, tức là họ có những cái stress, có những cái căng thẳng trong công việc, trong gia đình, rồi vất vả trong cuộc sống, cho nên họ chỉ mong cái sự bình an thôi. Và đối với họ bình an là hạnh phúc. Đó. À, có một số người thì có đạt được cái điều đó rồi, tuy nhiên họ vẫn muốn nhiều hơn, và khi mà được nhiều hơn thì họ hạnh phúc, còn nếu mà không được thì họ không hạnh phúc. Đó. Thế thì thực tế là này, ví dụ như chúng ta đang đi giữa sa mạc, sắp chết, khát đến nơi rồi, bây giờ có một cốc nước, uống cốc nước, hạnh phúc. Có hạnh phúc không anh chị em, cô bác? Đang đi giữa sa mạc mà sắp chết khát ở giữa nơi rồi, môi nứt nẻ rồi, khô hết rồi, không còn đủ nước bọt để mà nuốt nữa rồi, bây giờ có một cốc nước mà uống thì sao ạ? Sướng, nó gọi là sướng luôn, quá hạnh phúc, quá sướng, đúng không ạ? Bây giờ mình bị nhốt ở trong một cái hang, có cái trường hợp mà có cái đội bóng mấy đứa trẻ con ở Thái Lan khi mà đi chơi xong chui vào cái hang, sau đó là nước lũ nó lên, nó bị kẹt ở trong cái hang trong vòng mấy ngày trời, không ăn uống gì cả ở trong cái hang đó. Và khi làm sao ạ, khi mà nó thoát ra được cái hang đấy, nó cảm thấy sung sướng, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
khi được nhìn thấy những cái gương mặt thân quen của gia đình, nó cảm thấy khóc òa với hạnh phúc. Rồi những người bố, người mẹ, những người thân trong gia đình khi mà nhìn thấy những đứa con đi ra khỏi từ cái hang đấy, mặc dù trên người thì lấm lem bùn đất, mặc dù là gì ạ, rất là muốn mắng, muốn chửi nó, vì sao ạ? Vì nó đã hư, nó không nghe lời, vì nó đã gì ạ, nó đã tự ý đi khám phá một cái hang động mà chưa biết, rất là bực bội, nhưng mà rất là hạnh phúc, bởi vì sao ạ, nhìn thấy con mình quay trở lại. Như vậy hạnh phúc là gì ạ? Như vậy hạnh phúc là gì ạ? Biểu hiện trong nhiều lĩnh vực đúng không ạ? Đúng rồi, hạnh phúc là những gì rất là nhỏ nhoi. Đấy lý do người ta nói rằng là gì ạ? Hạnh phúc là một hành trình. Đúng không ạ? Hạnh phúc là một hành trình, nó không phải là đích đến. Nó không phải đích đến, nó là một hành trình. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng là mình phải thế này, mình phải thế kia thì mới hạnh phúc, thì như vậy là cái con người đó chúng ta sẽ rất là ít hạnh phúc, rất là khó để đạt được hạnh phúc, bởi vì nó quá nhiều cái điều kiện. Đôi khi hạnh phúc nó chỉ là đơn giản thôi. Như vậy là hạnh phúc là gì ạ? Hạnh phúc theo cái quan điểm của Huy cũng như là đã được đọc, được học từ rất nhiều các cái nguồn khác nhau, thì nó có những cái điểm chung như sau. Hạnh phúc đó là một cái trạng thái cảm xúc của con người, đúng không ạ? Cảm xúc vui này, đấy, cảm xúc mà gì ạ, thỏa mãn này, cảm xúc tự hào này, cảm xúc gì ạ, cảm xúc hào hứng này, đấy, cảm xúc mà gì ạ, biết ơn này, đúng không ạ? Hoặc là cảm xúc cảm thấy lạc quan này, đấy, hoặc là gì ạ, mãn nguyện khi đạt được cái điều gì đó, thì đấy chính là những cảm xúc mà gọi là gì ạ, là mang tính chất là cao cấp, hay là mang tính chất là gì ạ, là cảm xúc mà gọi là rất là mãnh liệt. Một những cái cảm xúc mãnh liệt thì nó mang tính chất nó mãnh liệt nhưng mà tích cực. Cảm xúc mãnh liệt của con người mang tính chất tích cực thì nó được gọi là hạnh phúc. Đó. Tất cả những cái cảm xúc mãnh liệt mà tích cực nhá, cảm xúc mãnh liệt mà tiêu cực tức là gì ạ? Là buồn, là đau khổ, là bế tắc, là gì ạ? Là căng thẳng, thì đấy là cảm xúc tiêu cực, thì đấy là gì ạ? Là nỗi đau khổ. Thì đối nghịch với hạnh phúc là đấy là sự đau khổ. Đúng không? Thế thì hạnh phúc nó chỉ là những cái cảm xúc của con người mà thôi. Thế thì nguyên tắc của hạnh phúc nó sẽ như này. Hạnh phúc nó đến từ hai cái yếu tố. Yếu tố đầu tiên đấy là yếu tố về vật chất. Yếu tố thứ hai là yếu tố về tinh thần. Thì nói ví dụ như này. Nếu như mà chúng ta mua được một cái điện thoại iPhone 14 Pro Max phiên bản 1T vừa mới ra mắt, chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không? Đấy, khi mà điện thoại iPhone 14 Pro Max phiên bản cao nhất vừa mới ra xong mà chúng ta sở hữu vào, ui chúng ta nhìn cái điện thoại thật là sung sướng, thật là tinh tế, thật là đẹp, đúng không ạ? Không cần phải chia sẻ ai, chưa phải khoe với ai, mình cầm trên tay mình đã cảm thấy gì ạ, tự hào, cảm thấy sung sướng, đấy, cảm thấy là gì ạ, là rất là thích. Tuy nhiên một tuần sau thì cái cảm xúc hạnh phúc này là sao ạ? Nó giảm dần. Một tháng sau khi chúng ta dùng nó nhiều quen đi rồi, chúng ta cũng không còn cảm xúc hạnh phúc nữa, có đúng không ạ? Như vậy khi mà chúng ta sở hữu một cái vật gì đó, hoặc là chúng ta có một cái thứ gì đó thì mà chúng ta mong muốn, thì chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc, đúng không ạ? Rồi tuy nhiên có một cái hạnh phúc thứ hai, đấy là hạnh phúc về mặt tinh thần. Tức là gì ạ? Khi mà chúng ta sở hữu cái đó rồi thì khi mà chúng ta ra ngoài ấy, chúng ta vung vẩy cầm điện thoại nghe đấy, xong rồi chụp ảnh cái điện thoại đấy đăng lên trên Facebook, rất nhiều người vào comment, rất nhiều người vào khen, rất nhiều người vào gì ạ, vào gọi là ca ngợi chúng ta cảm thấy sao ạ? À, hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc đó là hạnh phúc về mặt tinh thần đó. Khi mình khoe cho người khác là mình có một cái điện thoại mới mà mọi người ngưỡng mộ mình, mọi người cảm thấy là gì ạ, mình thật là giỏi, mình thật là gì ạ, đáng ngưỡng mộ, mình thật là xuất sắc, mình thật là giàu có, mình thật là đẳng cấp,
anh chị em thấy không ạ? Thì khi đó cái hạnh phúc nó không chỉ là cái vật chất nữa, mà nó là gì ạ? Nó là niềm vui ở bên trong, nó là thuộc về tinh thần. Thế xin thưa anh chị em là người ta sẽ tìm kiếm cái hạnh phúc về vật chất nhiều hơn hay về tinh thần nhiều hơn ạ? Theo theo anh chị em cô bác là chúng ta và con người ngoài kia thì họ thường hay tìm kiếm cái hạnh phúc về vật chất nhiều hơn hay tinh thần nhiều hơn? Bởi vì hạnh phúc nó là một trạng thái cảm xúc của cơ thể, cho nên nó sẽ hướng về mặt tinh thần nhiều hơn. Kể cả là chúng ta ở trong một cái ngôi nhà đẹp, chúng ta cảm thấy sung sướng, không khoe với ai chúng ta cảm thấy sướng, đúng không ạ? Ăn một món ăn ngon chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc, đấy là về mặt vật chất nha. Rồi sở hữu một cái xe ô tô đẹp, sở hữu một chiếc điện thoại đẹp, sở hữu một cái chiếc áo đẹp, một chiếc túi đẹp, một cái vòng cổ đẹp, một cái đồng hồ đẹp thì chúng ta đều thích. Chưa cần phải phải đi khoe với ai cả. Một mình chúng ta nhìn cái đồng hồ đẹp đó là chúng ta đã thấy sung sướng rồi. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta được chia sẻ cái điều này, muốn được khoe với mọi người và có nhiều người mà gì ạ, ngưỡng mộ mình, nhiều người yêu quý mình, nhiều người gì ạ, yêu thích mình thì mình còn hạnh phúc hơn. Như vậy là gì ạ? Như vậy là cái hạnh phúc này mang tính chất tinh thần nhiều hơn. Ok ạ. Đó là tinh thần nhiều hơn. Đó. Thì mua cái điện thoại mà không đem đi khoe, cất đi ở trong trong nhà, cất vào trong kho ấy, thì nó cũng không sướng lắm đâu, đúng không ạ? Đấy. Rồi thế thì cái công thức của cái hạnh phúc là như này, cái công thức của hạnh phúc nó là như này, đó là cảm xúc thỏa mãn khi mà những gì mình muốn, những thứ mình muốn đó lớn hơn hoặc bằng thứ gì đó mình có. Đấy. Thì khi đó làm sao ạ? Đó, khi đó là hạnh phúc. Rồi. Công thức về hạnh phúc rất đơn giản. Những gì mình có, nhầm, những gì mình có nhỏ hơn. Những gì mình có lớn hơn hoặc bằng những gì mình muốn thì mình hạnh phúc. Còn nếu như mà những gì mình muốn, nếu mà mình muốn mà gì ạ, mà lớn hơn những gì mình có thì sao ạ? Thì không hạnh phúc. À, nó chỉ là đối nghịch lại thôi mà, đúng không ạ? Thế ví dụ như này, mình muốn có một cái điện thoại iPhone Pro Max và mình có cái điện thoại iPhone Pro Max thì sao ạ? Suy ra mình hạnh phúc. Bây giờ mình muốn kiếm được là 100 triệu một tháng mà mình có 200 triệu một tháng thì sao ạ? Cái mình muốn nhỏ hơn cái mình có thì làm sao ạ? À, mình hạnh phúc. Đúng không ạ? Rồi, nếu mà mình muốn 100 triệu mình một một tháng mà bây giờ mình chỉ có được 10 triệu một tháng thôi thì làm sao ạ? Thì mình không hạnh phúc. Và ví dụ như này, hạnh phúc thì nó mang tính chất thời điểm. Tại vì sao ạ? Bởi vì ngày hôm nay mình đang mong muốn là gì ạ? Kiếm được 10 triệu một tháng đi. Và bây giờ mình mới kiếm được 5 triệu. Rồi đến ngày sau, một thời gian sau, mình kiếm được 10 triệu một tháng. Và lúc đấy thì sao ạ? Lúc đấy mình có hạnh phúc không ạ? Mình đang kiếm 5 triệu mà mình kiếm được 10 triệu là hạnh phúc. Nhưng sau một thời gian thì cái hạnh phúc đấy nó còn kéo dài nữa không ạ? Hạnh phúc đấy nó không kéo dài mãi mãi. Bởi vì sao ạ? Khi đó cái mình muốn nó lại gì ạ? Nó được nâng lên. Bây giờ mình muốn 20 triệu một tháng, nhưng mình vẫn mãi cứ 1 triệu một 10 triệu một tháng, cho nên mình lại không hạnh phúc. Ngày xưa 10 triệu một tháng là hạnh phúc, nhưng bây giờ 10 triệu một tháng lại không hạnh phúc. Có đúng không anh chị em? Đúng không ạ? Đấy. Ngày xưa thì mình có không có người yêu thì mình muốn có người yêu, có người yêu thì mình hạnh phúc. Nhưng khi mình có người yêu rồi thì làm sao ạ? Thì mình lại muốn được nhiều hơn.
Có phải không ạ? Đấy. Nhiều hơn cái gì anh chị em tự suy nghĩ nhá, Huy không chia sẻ nhá, Huy không nói nhá. Mỗi người một suy nghĩ nhá. Ok em ạ. Rồi. Thế khi mà mình muốn 20 triệu rồi, mình đạt được 20 triệu thì làm sao ạ? Thì mình hạnh phúc đúng không ạ? Rồi. Nhưng mà mình có hạnh phúc được mãi không ạ? À, không được mãi. Và khi mà mình không hạnh phúc nữa thì làm sao ạ? Thì bắt đầu mình lại gì ạ? Lại mong muốn nhiều hơn. Thực ra khi mình mong muốn nhiều hơn thì mình lại không hạnh phúc nữa. Ok không ạ? Và cái điều gì đó mà mình không hạnh phúc trong một thời gian dài thì mình đau khổ. Mình không hạnh phúc trong một thời gian dài thì mình sẽ đau khổ. Nếu như mình không hạnh phúc, tức là mình không đạt được cái điều mình muốn và mình đã cố gắng, mình đã thử các cách rồi nhưng mà đã không thay đổi được thì nó gọi là bế tắc. Đúng không ạ? Bế tắc. Tức là đau khổ trong thời gian dài thì gọi là bế tắc. Rồi, thế bây giờ cái câu hỏi đặt ra là gì ạ? À, thế làm thế nào để hạnh phúc? Bây giờ mình biết công thức rồi. Thế làm thế nào để hạnh phúc? Đúng không ạ? À. Và anh khi mà anh chị em nhìn thấy công thức này, anh chị em nhìn ngay ra được cái cách làm thế nào để hạnh phúc. Rồi, anh chị em rất là giỏi. Cô bác chúng ta giỏi lắm. Giờ chúng ta hãy comment xuống cách làm thế nào để hạnh phúc. Chúng ta nhìn công thức phát là chúng ta tìm ngay ra được công thức. Tất cả chúng ta đều là những người vô cùng giỏi, vô cùng xuất sắc. Comment thật nhanh ạ. Có hai cách à. Có hai cách để giúp mình hạnh phúc rồi. Rất đơn giản. Rồi. Hay quá. Yêu thương bản thân à. Có hai cách để giúp cho mình hạnh phúc cực kỳ đơn giản. Cách một là gì? Cách hai là gì? Khi mà chúng ta đưa ra cái cách thì nó sẽ quyết định được cái tính cách cũng như là cái trạng thái của chúng ta. Mình có thể đoán được cái trạng thái của chúng ta. Hay quá. Hay quá. Có người thì nói là bớt tham, yêu thương bản thân, mong muốn trong tầm, hạnh phúc khi biết đủ, mình tự làm, vui vẻ, kiên trì, hài lòng với những gì mình có. Cho nhiều, giảm bớt ham muốn, biết đủ là hạnh phúc, giảm muốn và nỗ lực hơn. Hay quá. Hạ thấp tiêu chuẩn của mình, không để đạt được những điều mình muốn. Hay quá. Ok. Thì anh chị em chúng ta để ý này. Một số người, thực ra là cái công thức thì nó có đơn giản, nó có hai cách thôi. Một đấy là gì ạ? Mình hạ thấp cái tiêu chuẩn của mình xuống, hạ thấp những cái gì mà mình muốn xuống. Mình muốn ít thôi, tham ít tham thôi. Buông bỏ đi. Đấy, tức là rất nhiều người khi mà mình chia sẻ thì nó là gì ạ? Biết buông bỏ là hạnh phúc đúng không ạ? Tức là buông bỏ cái gì ạ? Buông bỏ những cái mà mình mong muốn ấy, mình bỏ bớt đi những cái gì mình muốn thì mình hạnh phúc. Đó. Ok không ạ? Thứ hai nữa là mình cố gắng lên, cố gắng nỗ lực hơn để những cái thứ mà mình muốn ấy, những thứ mình có ấy, nó làm sao ạ? Nó nhiều lên, nhiều hơn những gì mình muốn thì mình hạnh phúc. Như vậy có hai cách thôi, đúng không ạ? Cách thứ nhất là giảm cái vế bên trái xuống để là gì ạ? Để muốn ít hơn. Đấy, để làm sao ạ? Để nó cân bằng với cái gì mình đang có thì mình vui, đơn giản đấy. Hạnh phúc rất đơn giản. Cái đấy là mình làm được ngay. Đúng không ạ? Nhưng cái khó hơn đó là gì ạ? Làm sao để nâng cái mình có lên thì làm sao ạ? Thì mình sẽ cân biến cái vế đó là sao ạ? Nó trở nên là nó hợp lý. Tức là cái mình có bây giờ đang ít cho nên mình không hạnh phúc thì mình tìm cách là nâng cái mình có lên. Đó. Thế bây giờ cái câu hỏi này. Thì rõ ràng là cách mà mình hạ cái mình muốn xuống là nó dễ hơn là cái việc mà mình cố gắng nỗ lực để hơn cái mình có. Thế cái câu hỏi là mình nên chọn phương án nào thì tốt hơn? Có năng lượng là hạnh phúc. Hay quá. Nên chọn phương án là hạ cái mình muốn xuống hay là chọn phương án là nâng những gì mình có lên thì chọn phương án nào thì tốt hơn? Khôn thế. Phương án nào thì là phương án thuận theo tự nhiên. Phương án nào là phương án mà
mà thế giới mọi người đang lựa chọn, đang làm và chúng ta cũng đang làm. Cái phương án nào mà phương án mà cả xã hội này đang làm, nâng cái mình có lên. Đúng rồi. Chính xác ra đó là gì ạ? Chúng ta biết rằng là ngày xưa ấy, là tổ tiên chúng ta trong gọi là trong ăn hang ở lỗ là những cái người nguyên thủy ấy, là họ không có gì cả, đúng không ạ? Và chính nhờ vào những cái gọi là ham muốn của con người thì loài người chúng ta mới phát triển cho đến hiện nay. Cho nên là theo thuyết tiến hóa cũng như là theo cái thuyết mà gì ạ, chọn lọc tự nhiên ấy, thì những người nào mà có sự phát triển thì sẽ thuận theo tự nhiên, và những gì thuận theo tự nhiên thì sẽ được tồn tại và gì ạ, và duy trì, sẽ được tồn tại và phát triển. Như vậy là gì ạ, liên tục tiến lên, liên tục phát triển, đó là con đường đúng để mà chúng ta đi. Tất nhiên khi mà chúng ta mong muốn hạnh phúc mà chúng ta không được thì chúng ta giảm cái mình mong muốn đi, đó là một trong những cái phương pháp để giúp chúng ta có những cái hạnh phúc ngắn hạn. Tuy nhiên, để mà chúng ta có thể mà giúp cho xã hội này phát triển, giúp cho thế giới này phát triển, giúp cho gia đình của chúng ta phát triển, giúp cho làng xóm của chúng ta phát triển, giúp cho cộng đồng của chúng ta phát triển, thì cái lựa chọn số 2 đó là gì ạ? Là nâng những gì mình có lên. Thì đây là một trong những cái yếu tố mà giúp chúng ta có hạnh phúc. Tuy nhiên, như Huy nói, hạnh phúc nó một hành trình. Chúng ta không phải đi tìm kiếm hạnh phúc, mà vì sao ạ? Bởi vì hạnh phúc nó gì ạ? Nó đến ở xung quanh chúng ta. Hạnh phúc nó đến từ những việc rất đơn giản. Và mặc dù chúng ta liên tục nâng những thứ mình có lên, nhưng chúng ta cũng biết cách để mà tận hưởng cái cảm xúc trong bất kể cái gì ạ? Cái thời điểm nào mà chúng ta đang có. Như vậy hạnh phúc nó không phải ở phía trước, nó không phải ở tương lai, mà nó là gì ạ? Nó ở hiện tại. Hạnh phúc là ở hiện tại. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chỉ khi nào ở hiện tại chúng ta cảm nhận được hạnh phúc thì chúng ta mới gì ạ? Mới biết được cái con đường tiếp theo. Còn nếu như chúng ta không cảm nhận được hạnh phúc thì ngay lập tức chúng ta bị đứt kết nối với cả cái con đường tương lai của mình. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta nói rằng mình phải hài lòng với những gì mình đang có, hoặc là mình phải buông bỏ, hoặc là mình phải gì ạ, mình phải hạ thấp những gì mình muốn. Nhưng xin thưa với anh chị em, nếu như mà chúng ta đang kiếm 20 triệu một tháng mà chúng ta mong muốn là kiếm 30 triệu một tháng nhưng mà chúng ta không kiếm được, thì bây giờ chúng ta sẽ hạ cái muốn của mình xuống, đó là gì ạ, là à thôi tôi muốn 20 triệu thôi, tôi bây giờ tôi đang có 20 triệu thôi, bây giờ tôi muốn 20 triệu thôi, tôi không cần phải gì ạ, tôi không cần phải cố gắng hơn nữa. Thế thì sau một thời gian ấy thì làm sao ạ? Thì chúng ta sẽ đứng yên, mà thế giới thì đang vận hành, mọi thứ đều đang vận hành, mà chúng ta dừng lại, chúng ta đứng yên, tức là chúng ta thụt lùi. Và khi mà chúng ta thụt lùi thì sau một thời gian ấy thì chúng ta lại chỉ kiếm được 15 triệu một tháng thôi. Và theo như cái công thức mà chúng ta đã tin tưởng, đó là hạ cái mình muốn xuống, thì thôi bây giờ mình muốn 15 triệu cũng được, cũng hạnh phúc. Rồi, sau một thời gian mình lại tụt lùi xuống nữa, xuống còn có 10 triệu một tháng thôi. Và theo công thức đó, mình cũng là thôi 10 triệu cũng hạnh phúc. Đúng không anh nhé? Mình hạ cái mình xuống, cái mình muốn xuống để mình hạnh phúc mà. Đúng không ạ? Sau một thời gian thì mình chỉ còn kiếm được có 5 triệu một tháng thôi. Đúng không ạ? Ôi rồi, mình cũng chấp nhận, rồi cũng hạnh phúc. Đấy. Và sau thời gian nó xuống còn bao nhiêu, 2 triệu một tháng thôi, thôi mình lại hạ xuống còn 2 triệu cũng hạnh phúc. Sau thời gian không kiếm được đồng nào, mình cũng bảo không kiếm đồng nào cũng hạnh phúc. Thế điều gì diễn ra? Xin thưa với anh chị em, cô bác, là mình có thực sự hạnh phúc không ạ? Lúc đấy mình có thực sự hạnh phúc không ạ? Hay là mình đang tự lừa dối chính bản thân mình? Nó gọi là AQ đấy ạ. Gọi là AQ đấy, tức là mình tự lừa dối bản thân mình, đúng không ạ? Như vậy ở đây nó là gì ạ? Là chúng ta không có phải là làm một cái yếu tố nào cả, mà cách tốt nhất đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta làm cả hai. Cả hai là sao ạ? Hạ những cái gì mình mong muốn xuống để mình có những cái hạnh phúc
tạm thời. Hạnh phúc đấy là hạnh phúc tạm thời, nó không phải là hạnh phúc kéo dài mãi mãi. Mà cái thứ mà giúp cho chúng ta hạnh phúc lâu dài đó là phải liên tục chinh phục những cái điều lớn lao hơn. Liên tục phải chinh phục những cái điều lớn lao hơn. Bây giờ có những người bảo là gì ạ? À, tôi đạt được cái điều đó rồi thì thôi, tôi không nỗ lực, không cố gắng nữa. Thì đây là một cái suy nghĩ đúng, không sai. Tuy nhiên nó không giúp cho cái sự phát triển của xã hội. Cho nên chúng ta gì ạ? Phải liên tục nâng những cái mình có lên để làm gì ạ? Để mình liên tục có những cái hạnh phúc mới, liên tục có những cái hạnh phúc mà nó là gì ạ? Bởi vì là cái cảm xúc hạnh phúc mà khi mà chúng ta đạt được cái điều đó thì nó không kéo dài mãi mãi. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta sở hữu cái iPhone 14 thì làm sao ạ? Thì chúng ta hạnh phúc lúc đó thôi. Sau một thời gian chúng ta sẽ không hạnh phúc nữa. Và khi mà có iPhone 15 ra ấy, là chúng ta lại mong muốn sở hữu nó. Và đấy là động lực để giúp chúng ta làm việc, để giúp chúng ta cống hiến, để giúp chúng ta trao nhiều giá trị hơn cho xã hội. Còn nếu mà chúng ta hài lòng với nó thì chúng ta chả trao được giá trị gì cho xã hội nữa. Có phải không ạ? Đó. Bây giờ nói về hạnh phúc về mặt tinh thần đi. Về mặt tinh thần, khi mà chúng ta gì ạ? Khi mà chúng ta cho ai đó cái điều gì đó, chúng ta giúp đỡ mọi người, thì chúng ta cũng có cái hạnh phúc về mặt tinh thần, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta đạt được cái điều gì đó về mặt cảm xúc đó, thì chúng ta cũng vui, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta cho một người rồi chúng ta hạnh phúc rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Đó là lựa chọn thứ nhất, đó là nâng cái mình muốn lên, mình có lên. Đó là gì ạ? Mình lại tiếp tục đi cho nữa. Mình đi cho nhiều hơn nữa thì mình hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Mình lại tiếp tục hạnh phúc. Nhưng nếu mà mình cảm thấy hài lòng mà thôi, tôi cho thế là đủ rồi, tôi hạnh phúc rồi, thế mình hài lòng với những mình gì mình có, tức là mình mong muốn là mình sẽ cho được 1.000 người, ví dụ thế. Thế khi mà mình đạt được là gì ạ? 1.000 người rồi, thế mình hạnh phúc rồi, đủ rồi, không cần phải cố gắng nữa, và mình hài lòng với cái con số đấy là 1.000 người mình đã cho tiền, cho thời gian, cho công sức, cho trí tuệ, ví dụ thế. Ví dụ như là Huy chẳng hạn, Huy chia sẻ cho Dung Gà Gáy này là đến nay là 3 năm rưỡi rồi, với hàng nghìn người, hàng chục nghìn người rồi. Tuy nhiên là sao ạ? Tuy nhiên nếu mà Huy cảm thấy hài lòng và cảm thấy hạnh phúc rồi thì mình sao ạ? Mình không cần phải cố gắng nữa, không cần phải học tập nữa, không cần phải suy nghĩ nữa, không cần phải làm sao để tạo ra những cái bài giảng nó hấp dẫn hơn, không cần phải cố gắng dậy sớm nữa, đúng không ạ? Đấy. Thì làm sao? Thì mình sẽ quay trở về cái trạng thái nó là gì ạ? Nó là bị thụt lùi, có đúng không ạ? Hạnh phúc tinh thần đó. Đấy. Rồi những cái yếu tố khác nữa. Thế thì chẳng nhẽ nhà Phật nói rằng là gì ạ? Phải biết buông bỏ thì mới hạnh phúc, thì nó là sai à? Không sai ạ, không hề sai tí nào, rất đúng. Cái con đường đấy rất đúng. Bởi vì sao? Như Huy nói, nó có hai cái loại hạnh phúc. Thứ nhất đó là hạnh phúc ngắn hạn, thứ hai hạnh phúc dài hạn. Hạnh phúc ngắn hạn đó là hạ cái mình muốn xuống. Hạnh phúc dài hạn đó là gì ạ? Đó là liên tục nâng cái mình có lên. Liên tục nâng cái mình có lên. Mình có ở đây nó không chỉ là vật chất nhé. Không phải là vật chất mà nó là về tinh thần. Nó vừa về vật chất về tinh thần. Luôn luôn anh chị em thấy là có hai mặt. Cho nên là gì ạ? Về vật chất và về tinh thần. Nâng cái mình có lên thì đấy là cái hạnh phúc lâu dài. Nâng cái mục tiêu của mình lên thì nó là hạnh phúc lâu dài. Được không ạ? Và nếu như trong thời gian dài mà chúng ta không đạt được thì tức là gì ạ? Là chúng ta đang có cái đi sai đường. Tức là gì ạ? Nếu như mà trong thời gian dài mà chúng ta không thay đổi được cái điều mà chúng ta mong muốn thì như vậy là chúng ta phải xem lại. Thứ nhất là cái mục tiêu của mình lựa chọn đấy có đúng không? Cái thứ hai, cái con đường mà chúng ta lựa chọn nó có đạt được cái điều đó không? Bởi vì như này, có nhiều người không chịu thay đổi. Nhiều người không chịu thay đổi. Mình mong muốn cái điều này nhưng mình lại cứ đi cái con đường kia. Cho nên đi mãi mà mình không đạt được cái điều mình mong muốn. Có một câu nói rất là hay như này. Có rất nhiều người không đạt được những gì họ muốn chỉ vì đơn giản họ không biết họ muốn gì. Họ không hạnh phúc nhưng họ không biết tại sao họ không hạnh phúc. Bởi vì họ không biết họ mong muốn điều gì.
Cái này, điều này thì không phải một người đâu nhỉ. Khoảng 80% con người trong cuộc sống họ không biết họ muốn gì. Và khi họ không biết họ muốn gì á, thì họ sẽ đi theo cái sự mong muốn của ai ạ? Của người khác. Họ sẽ đi theo cái sự mong muốn của người khác, chứ không phải mong muốn của bản thân mình. Mỗi một người sẽ có những cái mong muốn khác nhau, sẽ có những cái tính cách khác nhau, sẽ có những cái sứ mệnh khác nhau. Nhưng vì mình không biết mình thực sự muốn gì, cho nên mình chọn sai đường. Có những người thì muốn có nhiều về vật chất, có những người thì muốn có nhiều về tinh thần. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà mình đã bị lẫn lộn, mình đã bị gì ạ? Bị xã hội này nó áp cho mình những thứ mình mong muốn. Huy nói ví dụ như này. Huy có người bạn, anh ta sinh ra trong gia đình là gì ạ? Bố làm quan chức, mẹ cũng là quan chức, anh chị em họ hàng cô bác họ đều là những cái vị trí ở trong bộ máy chính quyền. Cho nên anh ấy bị tiêm vào đầu và anh bị đưa vào những cái mong muốn của bố mẹ anh ấy. Đó là gì ạ? Bố mẹ anh ấy mong muốn đó là anh ấy sẽ kế nghiệp cái sự nghiệp của họ. Và anh ấy cố gắng để đạt được cái điều mà anh ấy muốn. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy muốn. Nhưng mà thực tế, đấy là ý muốn của bố mẹ, của gia đình, chứ không phải ý muốn của anh ấy. Và anh ấy nỗ lực để đi theo cái con đường chính trị. Nhưng mà làm mãi, mà anh không đạt được cái điều đó. Thì theo anh chị em cô bác đó là gì ạ? Anh này có hạnh phúc không? Nhà rất giàu, rất nhiều tiền, chả thiếu cái gì cả. Nhà thì to, biệt thự, mấy cái biệt thự, rồi xe sang, xe xịn, rồi quần áo mặc trên người thì cứ 10 triệu, cái quần là gì ạ? 2 triệu, quần lót cũng 2 triệu. Nói chung là nó dạng rich kid ấy. Sinh ra ở vạch đích ấy. Nhưng mà thưa anh chị em là gì ạ? Sinh ra vạch đích như vậy có hạnh phúc không? Có hạnh phúc không ạ? Anh chị em comment xuống thật nhanh xem quan điểm. Xem nào. Các anh ấy có hạnh phúc không ạ? Anh ấy sống với cuộc sống của người khác. Anh ấy sống với mong muốn của người khác. Anh ấy đi con đường mà người khác vạch ra. Nó không phải con đường của anh ấy. Và rồi sau một thời gian, anh ấy bắt đầu học tập và phát triển bản thân và bắt đầu cảm thấy không hạnh phúc, bắt đầu cảm thấy bức bối khó chịu, bắt đầu cảm thấy đau khổ. Và anh không hiểu tại sao anh cứ đau khổ trong khi anh có mọi thứ. Mọi người nhìn vào anh đều ngưỡng mộ, mọi người nhìn vào anh đều gì ạ? Đều mong muốn được như vậy. Nhưng mà tại sao anh không hạnh phúc? Tại sao anh không hạnh phúc? Bây giờ anh ấy mong muốn cái điều gì đó thì mọi người bảo thôi mày phải buông bỏ đi chứ, mày phải bỏ đi chứ thì mới hạnh phúc chứ. Và bắt đầu anh nghe lời khuyên của mọi người, anh ấy bỏ đi những cái điều mà thầm kín sâu ở bên trong ấy, mong muốn sâu ở bên trong anh ấy. Và sau một thời gian thì anh ấy đã không còn trên đời này nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì anh ấy cảm thấy mình cuộc sống rất là vô nghĩa. Ok không ạ? Và một cái câu chuyện khác, một cái kết cục khác, đó là gì ạ? Đó là anh ấy đã quyết định là gì ạ? Là từ bỏ. Đúng là buông bỏ đấy, nhưng mà buông bỏ gì ạ? Buông bỏ cái mục tiêu, buông bỏ cái cuộc đời mà do người khác gì ạ? Áp đặt vào anh ấy. Và anh bắt đầu đi tìm cái con người thực sự của mình. Và khi mà đi tìm ra được cái con người thực sự của anh ấy, và anh ấy sống đúng với con người thực sự của anh ấy, thì anh cảm rất là hạnh phúc. Khi đó là anh đã bỏ nhà anh đi. Anh bỏ nhà đi cùng với cả một cái cô bạn gái. Cô bạn gái này không được gia đình ủng hộ. Và khi mà hai người này quyết định đến với nhau, họ đã bỏ trốn. Họ không thể nào sống được cái khu vực đấy. Bởi khu vực đấy thì sao ạ? Là bố mẹ của gia đình hai bên đều phản đối và đều cấm đoán. Và họ đã gì ạ? Họ đã bỏ trốn. Họ đã dắt tay nhau và
đi khỏi cái nơi ở đó của mình. Và họ ra đi với hai bàn tay trắng. Một công tử trước giờ không phải làm việc, không phải hành động gì cả, không phải lao động gì cả. Và bây giờ thì phải tự bươn chải kiếm ăn với hai bàn tay trắng. Và họ đã rất nỗ lực, họ rất cố gắng. Và sau thời gian thì họ cũng có một cái công việc kinh doanh. Và sau thời gian thì họ lại thất bại. Và họ liên tiếp thất bại nhiều lần trong cái công việc kinh doanh của họ. Và đến bây giờ, sau nhiều năm cố gắng, nỗ lực thì họ đã có những cái thành công của mình. Và bây giờ anh ta đang là một chủ của một thương hiệu thời trang rất có tiếng ở Việt Nam, thậm chí còn đang gì ạ? Còn đang nhăm nhe ngoánh ra thế giới. Một một hãng thời trang dành cho giới trẻ. Một số anh chị em ở đây biết, ok không ạ? Thôi Huy không chia sẻ quá quá sâu về cuộc đời của anh bạn này. Nhưng điều gì diễn ra nếu như mà anh ấy vẫn tiếp tục sống trong cái gia đình mà đi cái con đường của người khác? Cái câu chuyện này anh chị em chúng ta có thể gắn vào cái cuộc đời của mình, gắn vào cái câu chuyện của mình. Điều gì diễn ra nếu mà chúng ta tiếp tục đi cái con đường mà do người khác vạch ra, thay vì đi cái con đường của chính mình? Dù nó vất vả, dù nó khó khăn, nhưng dù sao đi nữa, đó chính là cái lựa chọn của mình, đó chính là cái quyết định của mình, và mình chịu trách nhiệm với điều đó. Đúng không ạ? Và anh ấy đến hiện nay thì anh ấy đang rất là hạnh phúc với cái con đường của anh lựa chọn. Hai vợ chồng sống với nhau vô cùng hạnh phúc, luôn thường xuyên chia sẻ những cái khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Và hai vợ chồng hiện nay đang có với nhau đến gì ạ? 4 người con. Cực kỳ tuyệt vời. Công ty thì hiện nay đang được định giá đến hàng vài trăm tỷ rồi. Đó, đây là một câu chuyện có thật anh chị em, một con người có thật. Đó. Thì cuối cùng ấy, đó là gì ạ? Mình phải đi được đúng cái con đường mà mình thực sự mong muốn, cái mình thực sự mong muốn ở bên trong này. Cho nên là tại sao mọi người nói là gì ạ? Hãy đi tìm cái con người thực sự của mình, cái mong muốn thực sự của mình. Đó. Thế thì mình phải biết được cái mong muốn thực sự của mình là gì, cái con người thực sự mình là gì. Mình đừng sống vì cuộc sống của người khác, đừng sống vì cái mong muốn của người khác. Rất nhiều con người chúng ta, anh chị em, cô bác chúng ta ở đây á, là chúng ta không được làm những cái điều mình muốn chỉ vì đơn giản là gì ạ? Đó là mình phải làm những cái thứ mà người khác muốn. Mình cố gắng làm hài lòng người khác để là gì ạ? Để hy vọng rằng họ sẽ gì ạ? Họ sẽ yêu quý chúng ta, họ sẽ gì ạ? Họ sẽ ở bên cạnh chúng ta, họ sẽ hiểu chúng ta. Đó. Tuy nhiên, có một bí mật, đó là những người nào mà hiểu chúng ta, những người nào yêu quý chúng ta, thì họ sẽ yêu quý chúng ta bởi vì chúng ta là chính chúng ta, chứ không phải chúng ta là một cái con người khác. Ok không ạ? Nếu mà họ thực sự nghĩ đến chúng ta. Còn nếu họ nghĩ cho họ thì họ gì ạ? Họ chả quan tâm bạn muốn gì, họ chả quan tâm họ nghĩ bạn nghĩ gì, họ chỉ quan tâm đến họ muốn gì mà thôi. Và những cái con người đó là những con người ích kỷ. Kể cả bố mẹ anh chị em nhé, kể cả bố mẹ mong muốn con mình có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng họ lại áp đặt con mình đi theo một cái gì ạ? Một cái định hướng, một cái định nghĩa mà họ muốn, chứ không phải con họ muốn. Họ không hề biết là con họ muốn gì. Và đứa con đi theo cái con đường của bố mẹ, và bố mẹ nghĩ rằng nó hạnh phúc, nhưng thực ra nó đã không hạnh phúc. Bao nhiêu anh chị em, cô bác nhận ra cái điều này? Có thể mình là nạn nhân của những cái người áp đặt, hoặc mình là người áp đặt. Bao nhiêu anh chị em thấy là mình thuộc một trong hai cái vị trí này thì comment số số 1 nếu mà mình bị áp đặt, số 2 nếu là mình áp đặt người khác, số 3 nếu mà mình không bị một trong hai trường hợp này. Xin chúc mừng những anh chị em nào là số 3. Mình được sống là chính mình. Hoặc là trước đây mình bị áp đặt, bây giờ mình không bị áp đặt nữa.
Trước đây mình là người áp đặt, nhưng bây giờ mình không áp đặt người khác nữa. Thực ra như này, đôi khi mình không phải áp đặt theo cái dạng là chúng ta hiểu một cách gọi là cứng nhá. Đôi khi chúng ta chỉ mong muốn, mình cứ mong muốn người khác phải thế này, phải thế kia. Thì đấy là mình đã áp đặt rồi. Mình mong muốn người khác phải thế này, thế kia, mình đã áp đặt rồi. Và khi mình đã cứ áp đặt người khác theo cái thứ mình muốn, là mình đã gì ạ? Mình đã trở thành cái người ích kỷ, vị kỷ rồi. Và mỗi khi đó thì làm sao ạ? Thì mình đang làm người ta khó xử, mình đang làm cho người ta gì ạ? Là không được thể hiện đúng cái con người của họ. Và chỉ đơn giản này, khi mà chúng ta được thể hiện chính cái con người của mình, thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ đi đúng hướng. Và khi mà chúng ta đúng hướng thì kiểu gì thì kiểu chúng ta sẽ phát triển. Và phát triển chính là cái yếu tố để giúp chúng ta nâng cái thứ mình có lên. Được không ạ? Phát triển chính là gì ạ? Thuận theo gì ạ? Theo tự nhiên. Theo quy luật cái tự nhiên. Cho nên cái nguyên tắc ở đây đó là để mà hạnh phúc, chúng ta phải sống đúng là mình. Mình phải là đúng là mình. Mình không cần phải đóng vai một cái người nào khác cả. Mình không cần phải cố gắng để trở thành một cái người nào khác. Mình chỉ cần cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình mà thôi. Đấy là lý do mọi người nói rằng là mình không cần phải so sánh với ai cả. Mình chỉ cần tốt hơn chính bản thân mình 1% mỗi ngày. Có đúng không ạ? À, như vậy là chúng ta thấy tất cả những cái lý thuyết nó được gì ạ? Kết nối với nhau một cách rất là gì ạ? Trơn tru, rất là đúng đắn, nó không bị gì ạ? Không bị phá vỡ những cái lý thuyết đó. Chúng ta nên buông bỏ không ạ? Đúng, chúng ta nên buông bỏ những cái tham vọng của người khác. Chúng ta nên buông bỏ những cái gì ạ? Những cái áp đặt của người khác vào mình. Đó là những thứ mình không thực sự muốn, cho nên hãy buông bỏ những cái thứ mình không thực sự muốn đi. Ví dụ như này, mình thấy mọi người đều có iPhone 14, cho nên là mình muốn iPhone 14, thì đấy là gì ạ? Đấy là ý muốn của xã hội. Đấy là mong muốn của xã hội. Và mình làm sao ạ? Mình chạy theo cái xã hội đấy. Cho nên đấy không phải cái mình thực sự mong muốn. Nó đơn giản, nó là một cái gì ạ? Nó là mong muốn của xã hội. Thế câu hỏi này, thế mình không muốn thì có đúng không? Cũng không đúng. À, tức là gì ạ? Xã hội nó chỉ mang tính chất tham khảo. Tức là mình nhìn thấy những người xung quanh, họ có nhà, họ có xe. Thế mình chỉ hỏi chính bản thân mình, mình có thực sự muốn có nhà, có xe không? Thực sự muốn không? Nếu mình thực sự muốn thì làm sao ạ? Thì đó là của mình, đó là mong muốn của mình. Còn nếu như không có nhà, không có xe thì sao? Mình có sao không ạ? À, cũng chẳng sao. Mình ở cái nhà này mình cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc rồi. Thì làm sao ạ? Thì cũng chẳng cần. Nhưng nếu mà mình ở cái nhà này, mình ở cái nhà mình đang ở ấy, mình ở đi cái xe cái đang đi ấy, mình cảm thấy không hạnh phúc, cảm thấy đau khổ, thực sự đau khổ, thực sự là gì ạ? Không chấp nhận được. Thì làm sao ạ? Thì chúng ta hãy thay đổi. Thì chúng ta hãy thay đổi. Khi nào chúng ta cảm thấy thực sự cần phải thay đổi, thì đấy là lúc là chúng ta tìm được cái thứ mà mình muốn. Còn nếu mà chúng ta không thực sự muốn thay đổi, thì tức là cái mong muốn đấy không phải cái mong muốn của mình. Nó không phải sâu bên trong của mình. Và việc của chúng ta phải tìm ra được cái điều mình thực sự mong muốn ở bên trong. Và chúng ta có cách rồi. Cái tuần trước Huy đã chia sẻ anh chị em cái thiết kế bản đồ cuộc đời ấy. Thì Huy đã chia sẻ anh chị em những cái công cụ để giúp chúng ta gì ạ? Tìm được cái thứ mà mình thực sự mong muốn. Cái thứ mà cái cuộc đời chúng ta sinh ra để được thiết kế để trở thành. Mỗi người chúng ta sinh ra có một cái sứ mệnh khác nhau. Từ khi sinh ra chúng ta đã có rồi anh chị em. Từ khi sinh ra chúng ta đã có cái sứ mệnh đấy rồi. Chứ không phải là chúng ta va vấp nó trong cuộc đời này, xong đầu chúng ta hình thành lên. Không phải. Mà trong cuộc đời này chúng ta chỉ làm việc cái gì ạ? Chúng ta đi tìm lại cái sứ mệnh mà đáng ra chúng ta được thiết kế để trở thành. Khi sinh ra chúng ta đã có một cái sứ mệnh. Khi sinh ra chúng ta đã có một cái đặc tính rồi. Khi sinh ra chúng ta đã có những cái đặc điểm mà không giống ai. Không cần phải dạy. Tự nhiên chúng ta đã có những đặc tính này. Đúng không ạ? Và việc của chúng ta đó là tìm lại cái con người thực sự của mình.
chứ không phải là gì ạ. À, tôi là sống là chính mình, tôi bừa bãi như vậy đấy, tôi bừa bộn như vậy đấy, tôi kém như vậy đấy, đấy là con người của tôi đấy. Như vậy là gì ạ? Như vậy là tiêu cực, như vậy là tiêu cực, như vậy là cùn, như vậy là bảo thủ, có phải không ạ? Mình biết mình là ai, mình biết mình muốn gì. Ví dụ như này, mình bây giờ mình xấu, mình lại gì ạ? Mình lại kém, mình lại không thu nhập cao, thì mình là gì ạ? Mong muốn có phải kiếm được hoa hậu, một người mẫu chân dài ấy. Thì làm sao ạ? Thì mình đau khổ. Đấy, cho nên cái việc để mà biết cách buông bỏ ấy, đó là phải biết mình. Biết mình là ai, biết mình có cái gì, mình đang có cái gì trong tay, mình đang có những kiến thức gì, mình đang có những cái tính cách gì, mình đang có những cái phẩm chất gì. Đúng không ạ? Mình phải biết mình, biết mình đang có gì. Sau đó thì bắt đầu mới gì ạ? Mình biết mình muốn gì. Chỉ đơn giản là gì ạ? Biết mình có gì và biết mình muốn gì thôi là chúng ta mất cả cuộc đời. Sợ nhất trong cuộc đời này là những người mà không biết mình là ai. Mình nói thật với anh chị em là trong cuộc đời này đau khổ nhất là những người không biết mình là ai, không biết mình có gì, không biết mình muốn gì. Đau khổ vô cùng luôn. Và trước đây Huy cũng như vậy anh chị em. Trước đây mình cũng không biết mình muốn gì, cũng không biết mình có gì. Mình có gì mình còn không biết luôn ấy. Mình không bao giờ mình ngồi mình ngẫm nghĩ, mình suy nghĩ xem mình đang có cái gì, cái năng lực của mình đến đâu, kiến thức, kỹ năng của mình đến đâu. Và khi mình muốn những cái thứ nhiều hơn thì thay vì là mình tìm ra giải pháp thì mình thường là gì ạ? Thường là trốn tránh. Trốn tránh bằng cách là gì ạ? Hạ cái mình muốn xuống. Đó. Và càng ngày thì những cái mình muốn nó càng ít đi và cái hạnh phúc của mình nó càng giảm đi. Đó. Cho nên một trong những cái thứ mà Huy thấy rằng là để mà mình thực sự hạnh phúc đó là gì ạ? Đó là mình phải nỗ lực cố gắng trở thành chính cái phiên bản tốt nhất của mình, cái phiên bản do mình mong muốn, khát khao thực sự nó từ bên trong. Khi mà mình không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của những người khác thì mình sẽ muốn trở thành ai? Khi mình bị không bị ảnh hưởng những cái suy nghĩ áp đặt của xã hội thì mình sẽ muốn có những cái gì? Thì đấy chính là cái điều mà mình muốn nhất. Và khi mà mình tìm ra cái điều đó rồi ấy, thì cái động lực ở bên trong của mình nó mới đủ lớn để mình làm được những thứ lớn lao, làm được những thứ vĩ đại, làm được những cái thứ kinh khủng. Còn nếu như mà mình vẫn đi cái con đường của người khác thì tốt nhất là nên buông bỏ đi. Nhà Phật nói buông bỏ là đúng rồi. Đúng ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình thường muốn những thứ của người khác, những cái mong muốn của người khác, không phải mong muốn của mình. Ok không ạ? Cho nên hãy tìm lại chính bản thân mình và hãy trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Đơn giản như vậy thôi. Và khi đó thì mình hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc của mình ấy, nó không được định nghĩa bởi gì ạ? Bởi người khác. Người khác bảo chứ sao mày thế mà mày cũng hạnh phúc được? Không. Tao hạnh phúc bởi vì sao ạ? Bởi vì tao là chính tao. Cho nên hôm trước có một người hỏi Huy đó là khi mà mình lấy cái người chồng, người vợ ấy, mà nó không đúng như cái mong muốn của mình ấy, thì mình có nên lấy hay không? Thế thì Huy mới hỏi là thế mong muốn của em là gì? Thì bắt đầu nó liệt kê ra một loạt những cái mong muốn. Thế mình bảo là đấy là mong muốn của em hay mong muốn của người khác? Thế đó mong muốn của em. Thế vậy ạ? Huy mới hỏi là nếu như không có những cái tác động của bố mẹ, của gia đình, của những người xung quanh và không có tác động của những thứ mà mình đang gì ạ? Mình đang có, tức là những cái thứ mà mình đang sở hữu, thì bây giờ em thử xem lại xem. Thứ nhất, em là ai? Em đang có cái gì? Em đang sở hữu những cái phẩm chất gì? Rồi. Tiếp theo, em mong muốn một cái người chồng của em như thế nào? Họ có những cái phẩm chất gì? Họ có những cái yếu tố gì? Đó. Thì sau khi trả lời những câu hỏi này thì cái hình mẫu mà cô ấy muốn ấy, nó lại khác hoàn toàn so với cái hình mẫu mà cô ấy đang có. Và khi đó cô ấy mới thôi chết rồi. Mình đang chọn nhầm người.
chọn nhầm người bởi vì sao ạ? Bởi vì cô ấy bị áp đặt những cái định nghĩa để đi tìm một cái người chồng mà nó lại không giống những gì mà cô ấy thực sự mong muốn. Và sau đó thì cô ấy bắt đầu là gì ạ? Cô ấy bắt đầu thay đổi. Và cô ấy không tiếp tục với cái người đó nữa. Anh ta rất là đau khổ trong một cái khoảng thời gian nhất định. Nhưng mà sau đó thì cô ấy đã tìm ra được cái người mà thực sự mà cô ấy mong muốn. Và cô ấy rất là hạnh phúc với điều đó. Thế thì đôi khi á, là giữa hai người vợ với chồng với nhau ấy, họ sống với nhau ấy, thì mình không hạnh phúc. Mình không hạnh phúc. Nhưng mình cũng vì cái điều này điều kia, vì xã hội, vì gia đình, vì con cái, vì tiền bạc, hoặc vì cái này cái kia, là mình làm sao ạ? Mình không có dám chia tay. Mình không dám làm cái điều mình muốn. Điều mình muốn là gì ạ? Là hạnh phúc. Nhưng ở với người đó mình không có hạnh phúc. Nhưng mình lại không dám chia tay. Có trường hợp này không anh chị em? Có không ạ? Có không? Có. Rất nhiều luôn. Ở xã hội Việt Nam hiện nay rất nhiều, rất rất nhiều luôn. Huy gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Và sau khi họ nhận ra thì một số người họ đã quyết định, đó là họ chia tay. Họ chia tay không phải là vì nóng giận. Chia tay không phải là vì họ bực, họ ghét cái người kia. Mà vì đơn giản như này. Họ khi họ nhận ra họ điều họ thực sự mong muốn là gì. Cái người không phải là chúng ta cứ cưới nhau là chúng ta hạnh phúc đâu. Không phải chúng ta cưới nhau là chúng ta đã gì ạ? Chúng ta chọn đúng người đâu. Có đúng không ạ? Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta thường chọn sai. Chúng ta thường chọn sai. Và đôi khi á, hai người không hạnh phúc ở với nhau thì làm sao ạ? Thì rất là đau khổ. Nhưng mà tách ra thì đã có gì ạ? Lại có bốn người hạnh phúc. Anh em chúng ta có hình dung không ạ? Hai người ở với nhau thì không hạnh phúc, nhưng mà tách ra thì có bốn người hạnh phúc. Thế cho nên đôi khi á, là chúng ta phải biết rõ mình muốn gì. Thì khi đó chúng ta sẽ biết được rằng những cái hành động, những cái hành xử của chúng ta làm sao nó sẽ đúng. Chứ không phải nhất thiết là chúng ta cứ phải làm theo những cái mong muốn của người khác. Bởi vì khi mà chúng ta vẫn cứ ở đó, không thay đổi, thì chúng ta sẽ không hạnh phúc. Kể cả chúng ta đạt được hạnh phúc rồi, nhưng chúng ta không thay đổi tiếp theo, thì chúng ta lại tiếp tục lại cảm thấy đau khổ. Cho nên để trở nên hạnh phúc thì chúng ta phải làm sao ạ? Liên tục phát triển. Và đó là hành trình chúng ta phải đi. Hạnh phúc đó là hành trình. Rất đúng. Đúng không ạ? Mỗi một khi chúng ta đạt được cái điều gì đó, thì chúng ta lại ăn mừng với chiến thắng của mình. Và chúng ta lại cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy, hạnh phúc nó là những thứ nhỏ nhoi. Nhưng chúng ta phải liên tục bổ sung những cái thứ nhỏ nhoi đó để chúng ta có nhiều cái hạnh phúc hơn. Và liên tục có những cái hạnh phúc mới, liên tục chinh phục những mục tiêu mới, liên tục chinh phục những đỉnh cao mới, liên tục chinh phục những cái mốc dấu son mới, thì chúng ta sẽ liên tục hạnh phúc. Đừng dừng lại cho đến khi nào chúng ta tìm thấy cái con người thực sự của mình. Đừng dừng lại khi mà chúng ta tìm thấy con đường thực sự của mình. Đừng dừng lại cho đến khi mà chúng ta tìm thấy cái môi trường của mình. Đừng dừng lại nếu mà chúng ta không cảm thấy hạnh phúc với công việc hiện tại. Đừng dừng lại nếu chúng ta không cảm thấy hạnh phúc với cái nhà, cái xe hiện tại. Đừng dừng lại nếu chúng ta không cảm thấy hạnh phúc với những cái mối quan hệ hiện tại. Ok không ạ? Khi mà nói điều này có một số anh chị em, cô bác có thể sẽ giật mình. Có thể sẽ có những cái phản kháng. Sẽ có thể có những cái thứ mà mình suy nghĩ nó khác. Không sao cả. Như Huy nói lúc đầu, đây nó chỉ là gì ạ? Là cái quan điểm cá nhân mà thôi. Và cái quan điểm cá nhân của Huy là như vậy. Anh chị em cảm thấy là gì ạ? Nó đúng với mình thì nó chính là gì ạ? Nó chính là cái suy nghĩ của mình. Khi mà Huy chia sẻ, Huy nói ra mà Huy anh chị em thấy đúng thì tức là nó là của anh chị em. Còn nếu như nó không đúng thì đơn giản nó không phải của anh chị em. Như vậy là gì ạ? Mình cái quan điểm hạnh phúc của mình là khác, hoặc là gì ạ? Hoặc là cái mong muốn của mình là khác. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Có phải không ạ? Và việc của chúng ta đó là đi tìm cái quan điểm của mình. Nếu mà ông này ông thấy nói không đúng thì tức là gì ạ? Là mình không hợp thôi. Chứ không phải là mình không đúng hay ông ấy không đúng. Ông ấy đúng ở trong quan điểm, trong cuộc đời của ông ấy. Còn mình đúng với cuộc đời của mình. Cho nên là Huy chia sẻ với anh chị em là không phải ở vai trò là áp đặt, là không phải là lý thuyết, không phải là cái thứ gì đó là bắt buộc.
mà chỉ đơn giản là một cái quan điểm, một cái chia sẻ mà anh chị em có thể tham khảo. Ok không ạ? Còn chúng ta vẫn chịu trách nhiệm chính về cuộc đời của mình. Mình chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời của mình. Cho nên tất cả mọi những cái quan điểm của người khác nó chỉ mang tính chất tham khảo, và chúng ta không cần phải tranh luận là đúng hay sai. Chỉ cần mình biết nó là đúng là được, không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Ok không ạ? Chỉ cần mình biết rõ ràng, biết chắc chắn nó là đúng. Mình biết rõ ràng mình là ai thì có ai đó nói mình là thằng này thằng kia mình không sợ. Khi mình biết mình là ai rồi thì có người nào đó là mày ngu lắm, rồi mày kém lắm, rồi mày dở lắm, rồi mày phải thế, mày phải thế kia, thì làm sao ạ? Mình chỉ có nhếch mép mình cười thôi. Đúng ạ? Mình chỉ nhếch mép mình cười thôi. Vì sao ạ? Vì họ không hiểu mình. Và mình là người duy nhất, mình là người duy nhất có thể hiểu mình. Cho nên là gì ạ? Hãy hiểu thấu bản thân mình. Bởi vì Huy biết có rất nhiều người đến bản thân họ, họ còn không hiểu. Ok không ạ? Đấy. Và hiện nay thì chúng ta có rất nhiều công cụ để giúp chúng ta thấu hiểu bản thân mình. Có nhiều người bảo, ui, bản thân mình mà mình còn không hiểu thì cần gì phải đi tìm công cụ. Thực ra những người đấy là chính những người không hiểu. Chính những người không hiểu. Cho nên chúng ta hãy phát triển. Những người như vậy là những người không phát triển. Chúng ta hãy học tập, hãy phát triển, hãy đi tìm những cái lý thuyết khác nhau, hãy đi tìm những cái công cụ khác nhau để giúp chúng ta hiểu mình, hiểu người, giúp chúng ta hiểu được rõ con đường, sứ mệnh và cái mong muốn thực sự trong cuộc đời của mình. Và chỉ cần đi cái con đường của mình thôi anh chị em là mình hạnh phúc rồi. Đi đúng con đường mà mình được thiết kế ra để đi là mình đã hạnh phúc rồi. Không cần phải cố gắng làm hài lòng bất kỳ ai. Ok không ạ, anh chị em, cô bác? Rồi. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô bác đã lắng nghe, comment rất nhiệt tình. Và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau, chia sẻ với nhau những cái bài học, những cái quan điểm. Và từ đó chúng ta hình thành lên con người của mình và tìm ra cái con người thực sự ở bên trong của mình. Chúc anh chị em chúng ta sẽ tìm được cái con người thực sự, những cái mong muốn thực sự sâu thẳm ở bên trong, những cái đam mê, sứ mệnh. Và từ đó chúng ta sẽ có động lực hơn để phát triển và cống hiến được nhiều hơn cho xã hội, để sống một cuộc sống đáng sống. Ok không ạ? Chúc anh chị em chúng ta thành công, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.